Và phần tiếp theo là in từ file Excel ra máy in Canon nha các bạn Thì cũng tương tự như trên file Word Thì để tạo nút Green Review and Green Thì các bạn sẽ click vào cái chỗ chỗ này các bạn Customize with an Asset Toolbar Các bạn click vào Sau đó bạn tích chọn Green Review and Green Đây, cái nút tạo nút Green Review nhanh nha các bạn Thì để gọi là link các bạn có thể vào file print chọn print ha mình bấm escape cái. hoặc các bạn có thể bấm tổ hợp phím tắt ctrl b có ba lựa chọn nhé các bạn hoặc là tích nhanh vào cái uh, cái shortcut cái biểu tượng này các bạn đã tạo rồi ha rồi bây giờ chúng ta sẽ đi từ phía trên xuống nút print là để thực hiện thao tác in khi các bạn tùy chọn xong hết các bạn bấm vào chụp print thì máy sẽ in ra. Rồi, ngay chỗ chữ copy Ngay đây là mặc định là số 1 nha các bạn, đây là số bộ. Thí dụ mình cái file mình có 4 trang, các bạn muốn in 5 bộ thì các bạn nhập vào đây số 5. Hoặc các bạn có thể tăng giảm giá trị bằng nút hai cái nút này ha. mũi tên hướng lên là tăng, mũi tên hướng xuống là giảm. Rồi, tiếp theo phần quan trọng đó là các bạn chọn máy in thì thường trong công ty của các bạn sẽ có rất là nhiều cái máy in nên các bạn lưu ý giùm mình ha nhiều bạn hỏi là ừ, tại sao không in được thì các bạn nhớ kiểm tra lại cái phần chọn máy in một số trường hợp máy in bị offline thì các bạn sẽ không in được nha ở đây ready mình chọn máy in canon nlvb ba nghìn ba có chữ ready là sẵn sàng nha các bạn là sẽ in được ha rồi tiếp theo Rin Actisit Rồi các bạn click vào đây nó có 3 tùy chọn Green Actisit Cái file này mình có 2, 4, 5 sheet Mình đang ở sheet Portrait Nếu các bạn chọn Green Actisit này thì khi in máy sẽ in toàn bộ sheet này có 4 trang từ trang 1 đến trang 4 nha các bạn nó sẽ in cả 4 trang luôn rồi print anti workbook nó sẽ in toàn bộ các sheet trong cái file này có tổng cộng 60 trang nha các bạn đây rất là nhiều cái sheet khác ha nó sẽ in toàn bộ các sheet này coi như là 60 trang rồi cái tùy chọn thứ ba green selection Only print the current selection. Đó là chỉ in cái vùng mà các bạn chọn thôi. Đây, các bạn thấy mình đang chọn vào cái cái, cái ô này ha. Đây, mình đang chọn vào cái ô này. Sau đó bạn gọi lên máy in và các bạn chọn cái option là green selection thì máy in chỉ in ra cái vùng mà các bạn được chọn thôi. Cái vùng các bạn đã chọn rồi ha. Rồi, tự chọn thứ 3, đó là Path. Path này là coi như là mình có 4 trang. Mình trả là bình thường nha các bạn. Đây, Green Active sheet. Mặc định lúc nào cũng là Green Active nha các bạn. Rồi, thí dụ, cái Sheet này mình có 4 trang. Các bạn chỉ muốn in từ trang 3 đến trang 4 thì các bạn nhập vào. 3, 2, 4. Hoặc từ 2 đến 4 thì các bạn cứ nhập số vào ha. rồi tới cái mục này quan trọng nhất nè thường trong văn phòng các bạn sẽ thường sử dụng những cái tính năng này nhiều nhất nè green one side là in một mặt nha các bạn green one side là in một mặt green on both side là in hai mặt cái phần in hai mặt có hai tùy chọn các bạn lật theo cạnh ngắn hoặc lật theo cạnh dài bây giờ mình sẽ in thử cho bạn xem ha mình in lật theo cạnh dài nha các bạn cạnh dài là cái cạnh bên này ha giống như cái gáy của cái quyển sách tài liệu của các bạn mấy cái giáo trình mà các bạn học đại học mà kia đó mấy bạn sinh viên á rồi bây giờ mình bấm in thử ha mình chọn từ trang 1 đến trang 2 thôi rồi sau đó các bạn bấm dập print thì máy sẽ thực hiện lệnh in in hai mặt trang 1 và trang 2 thôi nhớ các bạn máy in ra trang 1 và trang 2 thôi các bạn mình bấm kênh trên B lại rồi để tránh trường hợp các bạn in hai mặt bị ngược bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem ha mình lật theo cạnh ngắn cũng trang 1 và trang 2 luôn cái này chắc chắn sẽ bị ngược đầu nha các bạn Thường các bạn in mà theo cái định dạng là bọt tre Thì các bạn chọn lật theo cạnh cạnh dài Thì sẽ không bị ngược đầu Trường hợp các bạn in mà những cái file mà Thí dụ như bìa sổ sách gì đó Mà nó nằm ngang á Thì các bạn chọn Lật theo cạnh ngắn nha các bạn Đây Các bạn thấy ngược đầu ha Thì các bạn lưu ý nha Bây giờ mình sẽ thử bên cái tab này là các bạn sẽ dễ thấy hơn không? đây cạnh trên b đây cái file này thì nó có rất là nhiều trang ha tới 48 trang thì bây giờ mình trang 1 và trang 2 thôi nhưng mà mình chọn lật theo cạnh dài thì cái file in ra sẽ bị ngược đầu nha các bạn mình bấm in ngược cho các bạn xem trước ha để các bạn xem rút nói chung là mình biết để mình in không bị ngược đầu Rồi, các bạn thêm xem, xem ha. Đây. Cái file mình nó bị ngược nữa các bạn. Lúc này là lật theo cạnh ngắn là mới đúng nha các bạn. Lật theo cạnh ngắn là mình lật cái cái file mình qua nè. À. Mình sẽ xem được nó không bị ngược đầu. Rồi các bạn lưu ý ha. Đây, landscape. Mình đang in theo chế độ landscape in ngang. Rồi, mình chọn lật theo cạnh ngắn dưới này nha các bạn. Short SG sau đó bấm in thì nó sẽ không bị ngược đầu nha các bạn rồi đây các bạn thấy ha, không bị ngược đầu thì các bạn lưu ý để mình sử dụng uh, cho nó chuẩn rồi bây giờ mình gọi lên đến cạnh b lần nữa rồi collected nó là chia bộ các bạn thí dụ cái file này của mình có bốn trang collected là chia bộ mình nên ra thí dụ 5 bộ thì máy sẽ là một hai ba bốn một hai ba bốn một hai ba bốn đủ 5 bộ nếu các bạn chọn cái tự chọn là uncollected thì uh, khi in, máy sẽ in ra 5 tờ số 1, 5 tờ số 2, 5 tờ số 3, 5 tờ số 4 và in đủ 5 tờ coi như là không có chia bộ nha các bạn, để các bạn lưu ý cái uh, tính năng này và tiếp theo là in giấy dọc và giấy ngang bọt xe là in giấy đứng như thế này, landscape là in giấy ngang như cái hình mình vừa mới chọn nữa các bạn, đây landscape, thì các bạn tùy chọn cho nó phù hợp với nhu cầu của mình ha. Tiếp theo nữa là phần khổ giấy, thì Việt Nam mình ha, là sử dụng giấy A4 nên là những cái file tài liệu thì các bạn nhớ ha, mình chọn đúng cái khổ giấy A4 để in không bị giật lề. A4, A3, A5 thì các bạn tùy chọn cho đúng nhu cầu của mình. Rồi. Cái phần in cái cái margin này thì uh, normal là in bình thường, wide là in rộng ra. Narrow thì in hẹp vô, gom gọn vô. Custom margin thì vào đây các bạn có thể là chỉnh. Left là bên trái, top là bên trên, header header là cái cái tiêu đề các bạn right là bên cạnh phải button là phía dưới này và footer là cái cái tiêu đề ở dưới đáy nha các bạn rồi một số tùy chọn center on bay ví dụ như các bạn click vào đây là theo chiều dọc thì các bạn nhìn thấy cái cái, cái biểu tượng ở giữa này, ha cái icon này. đó các bạn tích vào đây thì nó gom vào giữa vertical thì nó đẩy ra ngay dỗ giữa luôn nha các bạn giữa trang luôn rồi các bạn tích hai từ chọn này thì nó sẽ cân bằng cả hai hai cái luôn ha rồi tiếp theo nữa là này mình chọn lại normal đó ha no scaling rồi fit sheet on on one bay tất cả các cái sheet này có bốn trang. 4 trang này nó sẽ đưa vào một trang nha các bạn. Đấy các bạn thấy ha, một tu 1. Rồi, tất cả các dòng đưa vào một trang. Cái này mình sẽ đưa qua một cái sheet này các bạn dễ theo dõi hơn đây. Cành tranh B. Tất cả các dòng gom vào một trang. Đây đây là một cái tùy chọn mình nghĩ là rất là nhiều bạn làm những cái uh, in những file mà kế toán đó, các bạn cần cần cái tính năng này khi các bạn chọn các bạn các bạn thấy ha, nguyên cái file mình nó khổ bề ngang nó lớn mà các bạn chọn cái tùy chọn đó nó, là nó tự động nó gom vô luôn mình no scale lên cái cho bạn xem đây nó chia ra nhiều trang các bạn bây giờ các bạn muốn in luôn nguyên full toàn bộ trang này thì các bạn bấm cần trên B Fit on column on one bay rất là tiện lợi lợi các bạn. bây giờ một trang In ra một trang như thế này Thì quá thích rồi. À. Rồi in lật theo cạnh ngắn, ng ng mình in ra cho các bạn xem luôn, bấm print. đây các bạn thấy ha cái trang in mình nó phủ coi như là full full bay luôn rất là tiện lợi cho các bạn muốn in như thế này ha rồi tiếp theo nữa là fit on round on one bay thì coi như là tất cả các dòng trong uh, trong cái file này nó gom vào một trang duy nhất thôi các bạn. Thì các bạn thấy này, nhỏ xíu à. Rồi, nó scale lên. Ngoài ra trong Excel thì nó có thêm cái phần là base setup và printer properties. Thì các bạn thấy giữa hai cái phần này là nó cũng tương tự nhau thôi. Phần base setup thì nó chỉ trong cái phần mà chỉnh giấy thôi. Còn printer properties thì nó cũng bao gồm hết luôn ha. Đây, base setup Thì trong phần này các bạn có thể là chỉnh là khổ giấy nè, paper size. Rồi, giấy đứng, giấy ngang. Rồi, tất cả các hai trang gom vào một sheet. Bốn trang gom vào một sheet. Rồi phần finishing. One size, printing in một mặt, hai size printing in hai mặt rồi cái phần lật đó là lật theo long sg lật theo cạnh dài short sg lật theo cạnh ngắn rồi chia bộ ốp là không cần phải chia bộ ha à, xin lỗi các bạn ốp tức là năm tờ số 1, năm tờ số 2, năm tờ số 3, năm tờ số 4. Collect là chia bộ ra 1 2 3 4 1 2 3 4 đủ 5 bộ rồi paper sụt đối với máy in canon 33 này thì đây manual feed slot là cái khe khe đặt khe khe giấy tay các bạn cassette 1 là cái khe bụng phía dưới khe gầm phía dưới này ha rồi paper tay là loại giấy thì thường các bạn in các bạn lưu ý giùm mình bình thường mình là xài lên paper là mấy cái giấy a4 bình thường các bạn rồi khi các bạn in những cái ví dụ những cái file tài liệu các bạn in thì sẽ có trang bìa thì các bạn nhớ tùy chọn cái trang bìa của mình ha heavy paper là cái loại giấy nặng các bạn loại giấy dày thì các bạn chọn cái tùy chọn này thì nhiệt độ sấy nó sẽ sấy nói chung là lâu hơn và tốc độ cái tờ giấy khi chạy qua nhiệt độ sấy cụm sấy nó sẽ chạy chậm để đảm bảo là mực sẽ bám lên cái tờ giấy của mình tại vì tờ giấy rất là dày rồi quality là chất lượng thì cái file của các bạn in ra một số trường hợp là test một số trường hợp là đồ họa, hình ảnh, người design bằng những bản bản vẽ. Thì các bạn đối với những cái máy in mà có hỗ trợ ấy, thì các bạn nên vào chỉnh tùy chọn nó phù hợp với nhu cầu của các bạn, đảm bảo bản in của các bạn ra sẽ chất lượng hơn, sẽ đẹp hơn. Một số trường hợp thì cái file của các bạn có màu sắc giống như cái file của mình đây ha, những chữ màu xanh. Thì các bạn tích vào manual grayscale setting. Thì bên trong này sẽ cho phép các bạn chỉnh hỗ trợ bổ sung thêm phần con chắc granite thì các bạn sẽ chỉnh rồi sau đó bạn in thử để xem cho nó phù hợp với nhu cầu của các bạn ha đây có một cái tính năng mình sẽ giới thiệu thêm với các bạn trong cái phần mà, mà những các bạn tính excel đây thí dụ cái tính năng này mình thấy là sẽ rất là hữu dụng cho các bạn ha có thể nói là trong các bạn kế toán là sẽ xài nhiều nhất luôn đó là tính năng green title rồi thí dụ cái file của các bạn green title thí dụ nguyên file mình đây ha mình có rất là nhiều trang mình bấm cần trên b mình chọn landscape cái ha rồi cái file của mình nó đây mình chọn xuống cái phần fit on page luôn ha rồi đây nguyên cái nội dung ở phía trên đó các bạn mã vật tư tên vật tư đơn vị ha những cái cột này nè thì khi các bạn in qua trang số 2, trang số 3 thì ở dòng phía trên này các bạn nó không có Nên là cũng hơi bất tiện để cho các bạn theo dõi ha Thì Excel nó có một tính năng Green Title rất là đặc biệt Các bạn click vào chữ Green Title Rồi, rau rau là dòng Rau to repeat at top tức là Cái dòng này sẽ lặp lại ở phía trên cái tiêu đề thì các bạn sẽ lít vào cái mũi tên màu đỏ này sau đó các bạn lít vào đây thì các bạn thấy lít nguyên cái dòng này ha các bạn lít vào đây rồi ok nó sẽ lặp lại hết luôn nhé các bạn bây giờ mình bấm ring review cho bạn xem ha đây ring review rồi các bạn thấy ha trang số 2 trang số 3 nó sẽ lặp lại cái nội dung rồi bây giờ thí dụ mình in từ trang 1 đến trang 2 Mình in hai mặt luôn ha Rồi sau đó các bạn sẽ bấm vào chụp print Đây, các bạn xem ha, kết quả của mình. Đây. Bản tổng hợp vật tư nhập xuất tồn. Tiêu đề nó nằm phía trên rồi ha. Rồi qua trang số 2. Tiêu đề cái nội dung tiêu đề được lặp lại nha các bạn. Quá ok ha. Và phần tiếp theo là phần uh, in header footer nha các bạn. Thì các bạn sẽ vào phần Base setup ha, base setup. Được rồi, các bạn chọn cái tab header footer rồi ở đây có hai phần header cái tâm header là nằm phần tiêu đề phía trên nữa các bạn các bạn bấm vào là thí dụ bên trái các bạn thí dụ mình nhập vô chữ hiệp tính phát sau đó các bạn bấm ok ok thì các bạn thấy cái tiêu đề nè cái header này, hiệp tính phát nó nằm phía trên ha các bạn muốn mà chỉnh nó nằm ở dưới footer là dưới chân trang cũng được rồi ở dưới chân trang ví dụ mình chọn uh, insert number ha tức là nó sẽ tự động chèn số số trang vào cho từng trang luôn nhé các bạn sau đó bấm ok ok thì các bạn thấy đây hiện lên ha số là số 16 trang rồi trong phần cách tâm này nó có nhiều cái phần nữa nhé các bạn ví dụ như bên tay phải các bạn muốn uh, insert date này ngày tháng năm các bạn bấm vào ok ok nó sẽ hiện ra ngày tháng năm ở góc phải rồi sau khi chọn xong thì các bạn sẽ bấm trang in thôi ví dụ bây giờ mình muốn in trang một thôi mình test thôi các bạn xem ha Rồi, các bạn thấy ha, cái phần tiêu đề header phía trên đây có chữ hiệp tính phát và cái ngày tháng năm ở bên tay phải của cái trang in của mình luôn. Rồi số trang thì nó nằm ở phía dòng dưới cùng. Rồi, cũng trong phần uh, header thì có phần custom footer thì cách làm cũng tương tự như vậy nha các bạn rồi margin thì cái này các bạn chỉnh uh, căn lề trái lề phải top phía trên header là phần tiêu đề để các bạn cân chỉnh như thế nào cho nó phù hợp với nhu cầu của mình ha. rồi kia cái phần ở phía ngoài đây Tại cái phần uh, bay nữa các bạn cái size khổ giấy thì các bạn có thể là tăng giảm cái độ cái scale của nó các bạn cái sai ví dụ mình tăng giảm thì các bạn thấy nè cái trang in cũng sẽ thay đổi mình chỉnh sao cho nó lọt lòng vào cái trang in của mình ha rồi như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách in từ file Excel ra mấy anh kênh ông xong nhớ các bạn Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và đừng quên bấm đăng ký kênh ở góc phải phía dưới màn hình để luôn luôn được nhận những video chia sẻ mới nhất Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo Chúc các bạn thành công Xin chào